là đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Càng gần đến ngày ra quân huấn luyện, cường độ làm việc của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 42, trung đoàn bộ binh 996 ngày càng tăng lên. Không kể thời gian, họ miệt mài thực hiện các phần việc của mình với tinh thần quyết tâm cao nhất. Tất cả đều đang cố gắng chuẩn bị tốt nhất để khởi đầu cho mùa huấn luyện mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024, thì tiểu đoàn đã tập trung quán triệt cho mọi cán bộ chiến sĩ xác định được quyết tâm để tổ chức thắng lợi nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt là ngay từ những ngày đầu của năm 2024, thì tiểu đoàn đã tập trung chỉ đạo cho các đơn vị triển khai hơn 3.500 ngày công để xây dựng hệ thống mô hình học cụ, hệ thống thao trường để bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và là chuẩn bị các cái nội dung văn kiện liên quan đến chuyển trạng thái của tiểu đoàn trong năm 2024. Trong cái thời gian vừa qua thì cũng được sự quan tâm của chỉ huy cấp, thì tiểu đoàn cũng đã thực hiện tốt các cái nội dung trên. Trước khi bước vào mùa huấn luyện năm 2024, thì tôi đã được đơn vị sinh hoạt quán triệt quyết tâm khắc phục mọi khó khăn cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của chỉ huy đưa ra. Trên cơ sở quản trị nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, 100% đầu mối cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều tập trung quản trị thực hiện có chất lượng công tác chuẩn bị huấn luyện từ khâu tập huấn cán bộ đến cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, giáo án bài giảng, mô hình học cụ. Thực hiện cái nghị quyết lãnh đạo về huấn luyện chiến đấu của Đảng ủy Quân sự tỉnh, lực lượng vũ trang thành phố Đồng Hới năm 2024 đã quyết liệt tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo cái lực lượng vũ trang tổ chức huấn luyện trong năm 2024. Trong đó làm tốt cái công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường đồng bộ để bảo đảm cho huấn luyện. Ngoài ra còn tổ chức xây dựng lực lượng về con người, lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên, rồi là lực lượng cơ quan thường trực để tổ chức huấn luyện trong năm 2024 đạt được kết quả cao hơn. Chắc định năm 2024 là một năm rất nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và cũng như địa phương, thì lực lượng dân quân chúng tôi sắp bước vào một mùa huấn luyện mới. Chúng tôi quyết tâm thi đua rèn luyện phấn đấu để gặt hái được nhiều thành tích trong công tác huấn luyện dân quân tại địa phương. Theo báo cáo tổng hợp của Ban Tác chiến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức được 26 lớp tập huấn cho trên 3.400 lượt cán bộ cả cấp. Nhiều nội dung mới trong công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị được các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị chủ trong quán triệt. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã đầu tư trên 600 triệu đồng cùng với 39.000 ngày công tiến hành củng cố thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ huấn luyện. Đặc biệt, để tiếp tục khơi dậy tinh thần sáng tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động trong lực lượng vũ trang tỉnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đến nay, có 57 sáng kiến đã được các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong lực lượng vũ trang tỉnh. Bước vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2024, chúng tôi đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các cái mệnh lệnh chỉ thị hướng dẫn về công tác huấn luyện, đặc biệt là mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu. Trong đó, những cái mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ mới có nét đổi mới so với năm 2023 thì chúng tôi đã chỉ đạo quán triệt một cách nghiêm túc và triển khai đồng bộ tất cả từ cơ quan đến đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tổ chức các cái buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đến giờ phút này, có thể nói rằng công tác chuẩn bị huấn luyện đã triển khai một cách chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc từ cơ quan đến đơn vị. Và chúng tôi mong rằng với những kết quả và công tác chuẩn bị như thế, mùa huấn luyện luyện quân năm 2024 sẽ thành công tốt đẹp. Bằng sự chuẩn bị nghiêm túc, chủ đạo chặt chẽ, bằng tinh thần nỗ lực và sự quyết tâm cao nhất, tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Quảng Bình sẽ ra quân quyết thắng trong mùa huấn luyện năm 2024.